Hi, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với số tiếp theo của Nếm TV. Mình là Tùng Nếm. Ngày hôm nay thì mình sẽ đưa các bạn đi tham quan một cái địa điểm du lịch khá là nổi tiếng ở Sapa, đó chính là xã Tả Phìn. Ngày trước thì người ta gọi là bản Tả Phìn. Bản Tả Phìn là một cái nơi mà cách trung tâm thị trấn Sapa tầm khoảng 9 cây số và nó được chọn là cái nơi khá phù hợp, có thời tiết phù hợp quanh năm để trồng những cái loại cây rau màu rất tươi tốt như là bắp cải này, các loại rau này, hoa phong, hoa địa lan. Rất nổi tiếng với hoa địa lan này, cà chua, rồi là hoa ly nữa. Đây là một cái bản cực kỳ mà thú vị, mà nó vẫn còn cái sự hoang sơ khác hẳn so với cả trung tâm thị trấn Sapa. Và nơi đây thì được rất nhiều những du khách nước ngoài tìm tới để tìm hiểu về văn hóa này, ẩm thực và đời sống của người dân. Chủ yếu ở đây nhá là người dân tộc Dao sinh sống. Và xung quanh đây các bạn có thể thấy không? Đây, mọi người có thể thấy là có rất nhiều những cái khu trồng cà chua đấy, ví dụ như là cái những các bạn đang thấy được những cái nhà trắng trắng kìa, mái ở bên trên đấy, đấy chính là bên trong trồng cà chua. Một cái điều thú vị là chúng ta có hai con đường dẫn tới bản Tả Phìn này, đó là con đường bên tay trái kia thì chúng ta chỉ đi được xe máy và đi bộ thôi, còn bên con đường bên tay phải thì chúng ta sẽ đi được ô tô. Thì các bạn cứ search trên Google Maps thì sẽ tới được bản Tả Phìn. Ok, bây giờ thì không để các bạn đợi lâu nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi một vòng xung quanh Tả Phìn này để xem ở đây có những cái điều gì hấp dẫn chúng ta cho một cái chuyến du lịch ngắn ngày nhé. Đó, các bạn có thể thấy là hàng ngày thì ở Tả Phìn này có rất nhiều những cái du khách nước ngoài tới đây để đi bộ ở trong. Và cứ mỗi một nhóm du khách này sẽ có một người dân bản địa, và có thể là sẽ có thêm một tour guide người Kinh nữa. Nhưng mà đa phần thì là chỉ có một người dân bản địa và biết nói tiếng Anh, tiếng Pháp một chút chút nhá, thành tiếng Anh bồi. Rất là hay. Môi trường đã giúp cho họ có thể là có nói được, mặc dù là không viết không đọc được. Xung quanh đây, trước mặt của chúng ta đây, hiện tại thì mình đang đứng ở chỗ đội 1. Và ở Tả Phìn này có tất cả 13 đội. Đội 1 này thì ở ngay chữ khu trung tâm du lịch, vì vậy là sẽ có rất nhiều người vào đây lựa chọn chỗ này để tham quan, bởi vì quãng đường nó khá là ngắn. Những cái mái nhà đằng xa xa kia đó chính là cái nhà của người Dao đỏ, và mình nhìn qua thì mình thấy là người Dao đỏ, nhà của họ có vẻ như là sẽ lớn hơn nhà của người Mông một chút, hoặc là do cái khu vực này họ xây dựng lớn hơn. Nhưng đa phần là mình thấy cái nhà đây như rất là rộng rãi. Ở trước mặt của chúng ta đây là một cái công trình, mặc dù nó không phải là truyền thống, nhưng mà mình cũng muốn giới thiệu cho mọi người, đó chính là nhà cộng đồng Dao đỏ. Và nhà cộng đồng Dao đỏ này thì được một vị khách nước ngoài, nếu mình nhớ không nhầm thì là người Pháp, họ tặng. Họ đã dành ra một cái số tiền và gửi vào đây, gửi quỹ đây để cho mọi người có xây dựng, làm cái nơi để trưng bày những cái sản phẩm của người Dao. Ở trong đó thì có một cái trống truyền thống với cả một vài bộ quần áo. Nhưng mà tuy nhiên thì lâu lâu mới có người mở cửa thôi. Ở trong đấy đồ đạc mình thấy nó bây giờ đang bị lộn xộn quá, nên mình không muốn quay cho mọi người xem. Đó. Những vị khách nước ngoài mà họ đã đem lòng yêu Việt Nam như vậy thì chẳng có lý do gì để mà chúng ta lại không phát triển du lịch cả. Tuy nhiên có một cái hạn chế tại Tả Phìn, đó chính là về đường xá. Đường xá vào đây hiện tại thì mới đang được đầu tư thôi, rất xấu. Đối với một du khách vào đây thì chúng ta sẽ phải mua một cái vé là 40.000 đồng một người. Mình thấy cái việc thu vé thì không biết các bạn như nào thấy thế nào, nhưng mà mình thấy là nó không hợp lý cho lắm, bởi vì là khi mà chúng ta đã mất tiền đấy thì là chúng ta cần có một trải nghiệm tuyệt vời hơn. Ví dụ là chúng ta nên đầu tư về những cái cơ sở hạ tầng ở quanh đây thì hãy nghĩ đến cái việc thu tiền. Còn đâu về hiện tại thì khi du khách họ bỏ tiền ra vào đây, họ không có một cái gì đó thì sẽ đem lại cho họ một cái trải nghiệm cực kỳ là ấn tượng không tốt. Bởi vì là nếu cái gì miễn phí thì họ sẽ dễ dàng làm bỏ qua được, còn đâu đã tính phí cho họ rồi thì chúng ta cần phải làm tốt. Thì sau này ở bản Tả Phìn này mình mong muốn là sẽ đầu tư tốt hơn nữa, rồi chúng ta sẽ nghĩ đến câu chuyện là thu phí nhé.
Bây giờ thì mình cùng các bạn sẽ chạy xe ở trong đội 1 này để xem xung quanh trong này có cái gì nhá. Đa phần thì mình thấy là đường xá còn khá nhỏ, đồi dốc. Nhưng mà rất là hay bởi vì là những du khách nước ngoài họ đều chọn nghỉ lại tại đây. Rất là yên bình. Mặc dù là đường đồi dốc nhưng mà đã được tráng bê tông hết rồi. Dưới này còn có một con suối nữa cơ. Thì những phụ nữ da đỏ họ sẽ đi hái lá thuốc, còn những người đàn ông thì họ sẽ làm việc nặng hơn. Ôi, đường dốc quá. Điện ở đây, điện đóm là hoặc là mạng đều đã có hết rồi nhé mọi người nhé. Khí rất là mát. Bây giờ thì mình thấy không khí rất là mát, yên bình. Đây chính là cái con đường mà dẫn vào trung tâm xã Tả Phìn, và các bạn có thể thấy là xung quanh hai bên đều có những cái nhà hàng. Nó không phải là nhà hàng đậm chất của người Dao nữa mà nó được xây dựng rất là kiên cố. Tuy nhiên đây lại là cái khu mà phục vụ ăn uống, tắm các thứ. Thì các bạn có thể là tập trung ở đây, gửi xe, rồi sử dụng những cái dịch vụ đó. Ngoài cái việc là trải nghiệm đi lang thang ở trong bản chẳng hạn. Ở đây có một điều rất là thú vị mà mình muốn giới thiệu cho mọi người này. Đó chính là cái con đường này nó nằm ở trên một cái quả đồi đá. Quả đồi hoàn toàn là đá nhé. Thời gian ban đầu khi mà mới vào đây mình cứ tưởng đây là do đường hỏng thôi. Đây là những cái khối đá mà nó nguyên sơ từ ngày xưa ấy. Sau khi mà cái lớp đá nó trôi ấy, thì nó lộ ra như này và đi khá là sốc. đấy cũng qua quanh đây cũng có những cái homestay ở rìa đường. Mọi người thì những chị em phụ nữ sẽ ngồi đây để đan, đúng như chị Mẩy kia kìa, sẽ ngồi đan đây, đan những cái bộ quần áo để mặc hoặc là để bán cho những khách mà có nhu cầu. Hiện tại thì bây giờ mình đang ở một cái khu vực mà có rất nhiều những cô, những chị ở người Dao đang tập trung ở đây để thêu thùa. Và mọi người có thể thấy là trên tay mọi người, mỗi cô, mỗi chị đều có một những cái tấm vải. Và những cái tấm vải này đang có mục đích để làm gì thì mình sẽ hỏi thử một cô thế này nhé. Cô ơi cô, cái tấm vải là mình thêu để làm gì hả cô? Thêu bảng đây. Thêu để mặc đấy à? Thêu bảng. Nó giống như cái quần này cô đang mặc hả cô? Cái này vừa thêu bán thêu mặc. Thế thì như nào nhỉ? Cái này thì một năm thì mình thêu được bao nhiêu cái vải như này hả cô? Lâu quá. Ví dụ như là gần chỗ này thì là 1 năm để được một cái thôi. Thế chỗ này là theo bao lâu đây cô? Cái này á? Vâng. Mà ngày được mà. Ừ. Giấy đi họ. Thực sự là những cái tấm vải mà thủ công mỹ nghệ như này thì mất rất nhiều thời gian để chúng ta có thể là thêu. Có một điều đặc biệt mà ở trong cái trang phục của người Da Đỏ đó là các bạn có thể thấy là những chị em phụ nữ đều quấn trên đầu một cái khăn màu đỏ như này. Và nó có hai loại khăn khác nhau nhá. Ví dụ như cô ở bên kia thì khăn kia rất là cầu kỳ. Còn đây là những cái khăn này rất là nhỏ gọn. Đây bây giờ mình sẽ xem cái khăn kia nhé. Đấy. Đấy ví dụ như bà ở đây thì bà đang đội một cái khăn rất là lớn. Bà ấy thế tại sao mà mọi người đội cái khăn nhỏ mà bà đội khăn to này bà? Nhưng mà mọi người thì nó bây giờ thì cái bọn trẻ trẻ đấy nó đội mỗi một cái sau là nó nhẹ, nó đơn giản. Tức là nó đơn giản nữa. Còn đâu cái này thì vào những cái ngày lễ hội lớn á. Cái này toàn nó và thì người già tuổi lúc nào cũng đội đấy. Vâng. Nóng thì không phải nóng đầu mình, hoặc là rét là không ấm cho đầu. Đúng rồi.
Công nhận vừa nãy thì mình có quan sát thì mình thấy hầu hết những bà lớn tuổi thì thường sẽ đội những cái khăn lớn này, mặc dù là ai cũng có cái khăn lớn này đúng không ạ? Ai nào cũng có, ai cũng có, nhưng mà thường thì những chị trẻ trẻ hơn một chút thì đội những khăn trẻ đấy, toàn là đội mỗi một cái đơn giản hơn, nhưng mà nó kia được bọn trẻ đấy, nó bỏ hết phong tục của dân tộc, toàn là mặc quần áo kín hết này. À đấy ạ, vâng. Mình là già tuổi sau là nó thấy khách nước ngoài vào đây xem nó bảo không được bỏ nhá, không được bỏ phong tục thì nó không có chỗ nào mà thăm thì đúng rồi. Già tuổi nó không bỏ, cũng đợi quen. Chính xác đấy, bởi vì mình nghĩ là những cái văn hóa phong tục này đấy, nên giữ đấy. Mà Việt Nam mình rất là đặc sắc khi mà có tới 54 dân tộc. Đấy, nó bảo phải giữ phong tục của mình. Vâng, đúng rồi. Không được bỏ nhá. Cần bảo tồn, mà nhở. Nó bây giờ cái trẻ trẻ đấy nó bảo mặc quần áo phong tục nhưng mà đội khăn nó bảo không. Bỏ sắp hết phong tục của dân tộc. Nhưng con có thấy là ngày xưa không, là người không, phụ nữ còn nhổ tóc mai đi đúng không? Không nhổ tóc, bây giờ cũng không nhổ tóc nhưng mà người già đấy vẫn nhổ tóc mai đi đúng không? Vẫn nhổ tóc. Thế bình thường là bà có đi hái lá các thứ không? Có. Nhưng mà mình chỉ hái để đủ tắm đúng không? Chỉ hái đủ tắm thì mình không có ai mưa, ai nào mưa thì mình cũng hái bán. Tức là chỉ khi mà có nhu cầu thì những bà những cô đấy sẽ đi hái lá để phục vụ khách. Đúng rồi. Thế còn một lần hái cô bà hái được bao nhiêu lá được ạ? Hái được có lần thì hái được 25, có lần hai số 27 lá đấy. 27 loại lá. Vâng. Ui, nhiều thế nữa. Nhiều, ở trên rừng thì nhiều. Trên rừng rất nhiều đúng không? Nhiều loại. Và cái điều đặc biệt hình như là chỉ có phụ nữ mới đi hái thôi không? Vâng. Bởi vì là phụ nữ hiểu hơn ạ. Vâng, nhưng mà con trai thì đàn ông cũng có nhiều, có nghề thì cũng hay hái thì cũng biết đấy. Vâng, vâng ạ. Cũng biết hái. Vâng. Cái trải nghiệm tắm lá ở người Dao thì khi mà các bạn đến Tà Phìn ấy, mình mong là các bạn sẽ tự mình trải nghiệm. Và đấy là một cái điều rất là đặc biệt tại Tà Phìn. Nếu như bạn nào mà có quan tâm về những cái loại lá ở trong cái thuốc tắm của người Dao thì mình sẽ làm một số khác để chúng ta có thể là trải nghiệm. Còn đây là những cái vị trí mà chúng ta có thể là ngắm cái bộ trang phục và xem các cô, các bà thêu thùa. Nhớ nhá, quanh ở đây rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng vào một nơi mà cực kỳ yên bình tại Tà Phìn, đó chính là đội 13. Nếu như bạn nào mà muốn thích vào cái khu này ấy, thì là hãy hỏi người dân. Người dân sẽ chỉ cho các bạn cái con đường vào đây, cực kỳ lý thú luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu hành trình nhé. Đây, con đường vào thì nó khá là dốc. Tuy nhiên để vào đến nơi thì chúng ta sẽ rất là thích thú. Mong các bạn hãy xem hết video nhé. Các bạn có biết không, ở trong đấy thì bây giờ mới chỉ có điện nước thôi. Điện mà người dân làm từ nước đấy. Còn đâu điện lưới quốc gia thì chưa có. Mặc dù là con đường bê tông nó đã dẫn thẳng vào đấy rồi. Thì mình mong muốn là sau này trong đó sẽ sớm phát triển có thêm điện nước để khách du lịch có thể là tham quan và sử dụng dịch vụ trong đó một cách dễ dàng hơn. Con đường lên rất là dốc. Tuy nhiên khi mà đi vào trên này thì các bạn hoàn toàn là không bị ảnh hưởng bởi cái khói bụi xây dựng, cái ô nhiễm khi mà làm đường. Đội 13 này thì nó nằm ở trong một cái thung lũng, vì vậy là thời tiết thì thường xuyên là sẽ có mây mù và mây bao phủ xung quanh. Đấy, con đường lên rất dốc. Đấy, xe mình vừa mới trượt bánh một phát rồi. Ở trong này thì người dân trồng rất nhiều cái cây địa lan. Lúc đầu mình có nhắc tới. Và nếu để ý kỹ trên video thì các bạn sẽ thấy được rất nhiều nhà gia hộ gia đình trồng địa lan ở đây. Và đây là một cái loại cây sẽ đem lại cái kinh tế cho người dân khá là ổn. Bởi vì là mỗi cây, có những cây mà đẹp ấy thì nó có giá trị tới cả 100 triệu cơ. Đấy, trước mặt ở trên đồi kia cũng là một cái vườn địa lan kìa.
Con đường vào đây thì đi xe máy thì sẽ sướng hơn rất là nhiều. Mong là các bạn sẽ trải nghiệm bằng xe máy. Đây, ui giời ơi, ô tô thì chắc là hiếm lắm mới có chỗ có thể là tránh nhau được. Còn lại là chắc là phải đi lùi. Dốc, rất dốc. Chậu kia là người dân dùng để trồng cái lan. Con đường này từ trung tâm xã dẫn vào sâu ở đấy thì nó rơi vào tầm khoảng 5 cây số, và trong đấy thì có hai cái thác rất là nhỏ, mặc dù là nhỏ thôi nhưng mà cũng đủ để các bạn có thể là trải nghiệm cái cảm giác là cắm trại bên bờ suối hoặc là nướng cà bên bờ suối, nhưng mà chắc chắn là chỉ vào mùa hè thôi, chứ còn đâu mùa đông này thì nhiệt độ rất là kinh khủng. Bây giờ hiện tại thì nhiệt độ mặc dù mới vào đông thôi nhưng cũng đã 11 độ rồi. Cố gắng chạy hết. Đây, trên Google Maps thì cũng có cái con chỉ con đường dẫn vào rồi. Vì vậy là mọi người cứ vô tư mà search Google Maps thôi. Nhưng sẽ có một số đoạn thì nó sẽ mất 3G. Nhưng mà các bạn đừng lo, bởi vì là ở trong này thì khi mà đi một đoạn nữa thì nó chỉ là con đường độc đạo duy nhất, không thể nào vào con đường thứ hai nữa. Tà Trại, thôn Tà Trại. Hiện nay thì chưa có một cái hộ gia đình nào làm homestay ở trong này. Như là nếu không nhớ không nhầm thì cũng chỉ là một hộ hay sao ấy, nhưng mà mình không nhớ thông tin chính xác. Vì vậy là mình cũng không dám giới thiệu, sợ các bạn đến đây mà không có chỗ ở thì lại trách mình. Đó, đấy, đường đi rất là yên bình luôn. Đường bê tông hết rồi, không sợ phải đường khó đi đâu. Có một vài đoạn dốc thì cực kỳ là khó. Thực ra đến với Tà Phìn thì những cái ngoài những cái điều mà mình vừa giới thiệu trong video thì nó sẽ tính chung lại là nó có một cái không khí yên bình. Nó khác hẳn so với cả Sapa, không khí ngoài Sapa. Nhưng mà về thời tiết thì nó lại tương đồng, rất là dễ chịu, ăn uống ngủ nghỉ rất là sướng. Các bạn có thể là ghé thăm homestay của mình. Mình sẽ để cho các bạn một cái giá ưu đãi nếu bạn là fan cứng của nếm. Đấy. Mình đang trồng rất nhiều củ cải. Không biết là đi bao lâu thì mới vào hết được cái video này. Chứ này mà dài quá thì mình sẽ ngắt đi. Trời khá là mù ấy. Chỉ cần qua được cái khúc này này, qua cái khúc này thì các bạn sẽ thấy trời rất mù. Bánh mình quay liên tục ở vì là khúc cua khá gấp. Cực kỳ gấp.
gấp luôn, lên luôn. Rồi bắt đầu đi qua khúc cua này thì các bạn đã thấy là mù tịt rồi, chả còn nhìn thấy cái gì nữa, bởi vì là mình đã nói rồi, ở trong cái đội 13 này không khí rất là thích do nó nằm ở một cái thung lũng, như vậy nó hay thường xuyên là có cái hiện tượng là đọng mây lại ở đây, và cứ mây đến đây thì sẽ ngưng đọng ở đây rất là nhiều, kể cả ngày nắng hay là ngày mưa. Như vậy là ngày mà lạnh lạnh mà mù trời như này thì đảm bảo là không thấy gì luôn. Rồi mù tịt rồi. Hơi tiếc tại sao mình lại phải chạy vào cái con đường khá xa này để giới thiệu cho mọi người, bởi vì là từ vị trí này ấy, mà mình hay đứng này, chúng ta có thể thấy một cái ngọn núi khá là đẹp. Và ngọn đá, núi đá đấy nó thách thức rất nhiều người, bởi vì nó là những cái khối đá dựng đứng lên chứ không phải là đất. Vì vậy là để mà trekking lên thì rất là khó. Mong là mọi người sẽ tới đó, hoặc là bản thân mình cũng sẽ tới đó để chinh phục. Tuy nhiên vào một cái ngày gần đây nhất thôi. Còn hiện tại thì thời tiết khá là xấu. Đấy, sương mù đặc xung quanh này. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video, và trong cái số này thì mình đã đưa các bạn đi lòng vòng quanh Tả Phìn một cái thời gian rất là ngắn để cho các bạn biết được những cái nét đặc trưng của Tả Phìn. Thì mong là trong thời gian không xa các bạn sẽ tới đây để tự mình trải nghiệm. Mình tin là các bạn sẽ có một cái kỳ nghỉ làm sao nhỉ? Kỳ nghỉ yên bình, bởi vì ở đây không khí rất là thích. Nhớ là ghé thăm farmstay của mình nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhớ hãy ủng hộ Nếm trong các hành trình tiếp theo. Mình sẽ cố gắng là review giật thật nhiều, không chỉ Sapa mà còn rất nhiều những cái nơi địa danh nổi tiếng và không nổi tiếng khác của Việt Nam. Bye bye mọi người nhé. Mình là Tùng Nếm. Hẹn gặp mọi người trong các số sau của Nếm. Mình về ăn lẩu đây.